Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua phần tiếp theo, phần số 5 và làm việc về chuỗi và mảng. Đối với chuỗi và mảng là hai cái kiểu dữ liệu rất là quan trọng đối với các ngôn ngữ lập trình. Thông thường các dữ liệu người ta lưu dưới dạng chuỗi, và chuỗi ở đây thường là nó có cấu trúc. Tại vì như chúng ta đã biết, một chuỗi có cấu trúc là một chuỗi có ý nghĩa. Thì việc nắm bắt được cái ý nghĩa của chuỗi đó thì rất là quan trọng. Tại vì khi nó có ý nghĩa thì chúng ta mới đưa ra các quy luật để lập trình được. Như vậy thì đối với Java, chúng ta về chuỗi thì chúng ta cần nắm cái gì? Chúng ta cần nắm là cách khai báo chuỗi, sử dụng chuỗi và các tương tác với chuỗi, ví dụ như là nối chuỗi, tách chuỗi như thế nào. Và tiếp theo đó là đến đối với phần mảng một chiều thì chúng ta cần biết là cách khai báo, cách cấp phá bộ nhớ cho mảng và cách truy xuất các phần tử trong mảng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng phần. Chúng ta biết là khai báo chuỗi thì nó sẽ có kiểu string, như chúng ta thấy là S hoa ha, T-R-I-N-G. Và chúng ta có thể dùng là new string để tạo một đối tượng chuỗi. Hoặc là chúng ta gán trực tiếp một cái chuỗi nào đó để trong nháy đôi. Thì những dữ liệu mà để trong nháy đôi người ta gọi là một chuỗi. Thì chúng ta nhớ rằng này, đối với chuỗi thì nó cách lưu trữ nó khác biệt một chút so với 8 kiểu dữ liệu cơ sở. Đối với chuỗi thì nó sẽ quan tâm đến cái ký tự đầu tiên. Chúng ta chú ý ha. Ví dụ là cái từ hello này thì chúng ta thấy này. Thì cái biến S ha, nó chỉ trỏ đến ký tự đầu tiên thôi. Chúng ta để ý như sau này, là tại vì sao nó chỉ quan tâm đến các ký tự đầu mà các ký tự sau nó lại không quan tâm. Đó là điều hiển nhiên thôi. Như chúng ta biết, trong một cái đội bóng, nếu mà người cầm đầu tốt thì chắc chắn đội bóng hoạt động tốt. Hoặc là trong một đám cướp đi, thằng đầu sỏ, chúng ta nắm thằng đầu sỏ coi như nắm hết. Hay trong một đội quân, chúng ta nắm đại tướng là coi như nắm hết các lính của nó. Thì cơ chế hoạt động của chuỗi nó cũng tương tự như vậy, tức là chúng ta quan tâm ký tự đầu thôi. Khi chúng ta nắm đến địa chỉ của ký tự đầu thì vô tình chúng ta sẽ quản lý hết được các ký tự sau. Đó là nguyên lý hoạt động của chuỗi, chúng ta chú ý ha, chỉ quan tâm ký tự đầu. Như vậy thì có một số thao tác đối với chuỗi, ví dụ là chúng ta kiểm tra kích thước của chuỗi này. Cái chuỗi, kích thước chuỗi thì nó có cái hàm len ha, s.len thì nó sẽ trả về cái kích thước của chuỗi. Ví dụ là chúng ta có từ happy đi, happy này, 1 2 3 4 5 và khoảng trắng cũng là một ký tự, tức là 6 và s.len sẽ bằng 6. Và đối với chuỗi, để nối chuỗi thì chúng ta sẽ có hai cách. Chúng ta có thể dùng dấu cộng là nối chuỗi, hoặc dùng cái hàm concat để nối chuỗi. Chúng ta chú ý này, đối với chuỗi khi chúng ta dùng dấu cộng á, thì mỗi lần cộng nó sẽ phát sinh ra một đối tượng. Do đó là nó rất tốn bộ nhớ khi chúng ta phải thao tác với nối chuỗi rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta đọc file local hoặc đọc nội dung từ internet thì ít khi chúng ta dùng dấu cộng lắm, mà chúng ta sẽ thông qua các string builder để chúng ta làm. Thì cái string builder đó nó sẽ nằm trong các phần sau, tôi sẽ nói sau ha. Và để lấy các ký tự tại một vị trí bất kỳ nào đó, chúng ta sẽ dùng cái hàm chart như chúng ta thấy ha, s.chart. Tại vì chúng ta biết bản chất của chuỗi là tập hợp của các ký tự, hay nói khác là mảng các ký tự. Như vậy nó sẽ chạy từ 0 tới n-1 ha. Chúng ta muốn lấy ký tự nào đó thì chúng ta truyền vị trí, nhưng chú ý là chỉ chạy từ 0 tới n-1. Tức là nếu như chuỗi đó có chiều dài là 10 thì chúng ta chỉ chạy từ 0 tới 9 mà thôi. Và tiếp theo cái hàm chúng ta gặp đó là compare to ha, hàm dùng để so sánh hai chuỗi đó như thế nào với nhau. Thì đối hàm compare này này, hàm compare to ha, nó sẽ trả về ba giá trị. Thứ nhất là bằng 0, tức là hai chuỗi đó là bằng nhau. Và nếu như mà nó nhỏ hơn 0 thì tức là cái chuỗi S2 nhỏ hơn S1, và lớn hơn 0 tức là S2 lớn hơn S1 ha. Và hàm index up mà chúng ta hay gặp đó là trả về cái vị trí đầu tiên tìm thấy ha. Tiếp theo chúng ta qua một số hàm theo, đó là hàm last index up này. Hàm last index up nó khác với index up ở chỗ gì? Last index up là trả về cái phần tử cuối cùng tìm thấy. Ví dụ như là trong chuỗi đó có hai cái ký tự A thì nó chỉ tìm cái A cuối cùng thôi. Còn index up thì nó trả về vị trí đầu tiên tìm thấy. Và hàm relay đó là thay đổi giá trị, tức là đổi giá trị mới, thay thế cho cái giá trị cũ. Và tiếp theo chúng ta có hàm trim ha. Hàm trim là hàm dùng để xóa các khoảng trắng dư thừa bên trái và bên phải chuỗi. Hàm substring là hàm lấy trích lọc chuỗi ở giữa chuỗi ha. Tức là thông qua substring này chúng ta có thể lấy được chuỗi con nằm bên trong một chuỗi mẹ, hoặc là lấy hết các vế phải của chuỗi đó. Phần chi tiết chúng nữa tôi sẽ demo sau. Bây giờ chúng ta nêu cái đồ rách ha. Đây bài 5, tôi sẽ nêu cái đồ rách là bài 05. Ta xử lý như sau. Tương tự ha, tôi xin nêu cái bắc kịch là Topeka
edu.vn. Ở đây nêu một lớp gọi là học xử lý chuỗi. Ta có ha. Đối với Elif thì để xóa nhanh một dòng dễ lắm, chúng ta không cần bôi đen hết đâu mà chúng ta click chuột vào thôi, chúng ta có cần chọn D ha, cần chọn phím D tự động nó xóa này. Giả sử tôi có một chuỗi này, string S bằng Tobika Education ha. Rồi ta có chấm phẩy sau ha. Đó là chiều dài chuỗi này. Ta sit out ha. Ta sit out là chiều dài, gọi là chiều dài của chuỗi sẽ bằng là s.length. Chúng ta nhớ lưu UTF-8 ha. Cái này tôi hay nhắc đi nhắc lại này. Tại vì một số em hay quên này, chạy cái là chép dự án từ máy này qua máy khác nó bể phông chữ là rất nguy hiểm. Tôi chạy này cần cho S11 ha. Như vậy nó sẽ ra được nó ra được kết quả đó là chuỗi bằng 16. Ta đếm ha, nó ra được 16 ký tự. Hay chúng ta thử làm như sau này. Giả sử chúng ta hay gặp như là đếm xem đếm xem chuỗi có bao nhiêu chữ in hoa. In hoa, in thường là số. Giả sử tôi đổi chuỗi này ha, tôi đổi thành này là 113 Tobika ha, bây giờ tôi gọi chữ E viết hoa này. Chúng ta để ý là nó vừa có số này, chữ số ha, tức ở đây có 3 chữ số. Đây tôi gõ đêm thầy là ở đây có là số 3 đi ha. Sửa lại là số 5 thôi là được rồi. Đó, thì có ký tự hoa, thường và số, bây giờ tôi xuất ra. Chuỗi là mảng các ký tự, như vậy chúng ta có thể làm như sau. Ta có là cha ha. Cha. Array bằng C chấm tu trà array. Thì bây giờ các bạn khoan hãy thắc mắc cái này là gì, thì tôi chỉ nói đó là mảng thôi, còn bản chất như nào thì chúng ta sẽ học qua phần mảng ha. Đấy, bản chất của chuỗi là tập hợp các mảng, thế này tôi nói luôn. Vậy chúng ta có thể thử làm này. For ha, in y bằng 0, y nhỏ hơn array chấm len y cộng cộng. Vậy chúng ta có thể kiểm tra nó như sau này. Ta có là cha ha, một ký tự C nào đó ví dụ bằng R thứ Y. Y tức là lấy ra phần tử thứ Y chạy từ 0 cho đến L trừ 1. Tức là trong trường hợp này nó có dài bao nhiêu đó thì nó dài chiều dài trừ đi 1. Ta có là nếu này. Ta khai báo biến này. Một số biến là in số in hoa này bằng 0 ha. Tức là in này số in thường này bằng 0 ha. In này, số chữ số này bằng 0 này. Việc kiểm tra các ký tự trong chuỗi nó rất quan trọng. Tại vì chúng ta phân tích nó. Giả sử trong một chuỗi này, chúng ta có cái quy tắc, một cái luật nào đó để chúng ta lưu một chuỗi có cấu trúc ha, tức là nó có ý nghĩa. Những chuỗi có cấu trúc như vậy thì nó còn được gọi là cơ sở dữ liệu ha. Thì cơ sở dữ liệu chính là tiền mà, tôi nói rồi. Như vậy nó rất quan trọng ha. Việc phân tích các ký tự trong chuỗi này giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề. Để ta thử kiểm tra này. Nếu ta quay lại cái phần wrapper class kiểu tra, thì wrapper class của nó sẽ có là character, thì nó có sẵn cái hàm đó là y upper case. Y upper case tức là cái hàm dùng để kiểm tra ký tự đó có phải là in hoa in thường hay không. Đây. C ha, như vậy tôi khai báo là cái C. Như vậy chúng ta có là nếu đúng là in hoa thì cho là số in hoa chúng ta cộng cộng. Tương tự vậy ha, ta có là nếu này character y lowercase là kiểm tra nó có phải là ký tự thường hay không, thì chúng ta có là số in thường ha, số in thường cộng cộng. Tương tự để kiểm tra trong cái chuỗi đó nó có tồn tại các con ký tự là số hay không ha, thì rất quan trọng. Giả sử như là yêu cầu nhập tên mà tên đó lại chữ số là không đúng, hay là tên sản phẩm nó có số cũng không được. Tức là những cái tên mà người ta yêu cầu không có số thì không đạt số. Mà lỡ mà chuỗi đó người ta cố tình đưa số vào thì chúng ta có thể loại ra cái chuỗi này không hợp lệ ha, tại tên mà có số cũng không được. Đó là quy tắc. Tôi có là nếu character.edit ha, thì chúng ta có này. Đối với hàm edit nó sẽ kiểm tra là cái ký tự đó có phải là chữ số hay không.
Ví dụ như là cái số 1, số 5 ghi liền nhau, thực ra nó là hai ký tự A, thì chúng ta vẫn nói là nó là hai chữ số. Chúng ta là số, chữ số, ha, cộng cộng. Như vậy bạn quan sát ở đây ha, chúng ta sẽ có hai, ba hàm. Hàm kiểm tra chữ hoa này là y upper khay, kiểm tra chữ thường là y lower khay ha. Và y digit, đó là kiểm tra chữ số. Vậy ở đây chúng ta sẽ xuất thông báo này. Sit out. Chuỗi có... chuỗi có gì? Chúng ta cộng ha. Số in hoa. À. Ký tự hoa. À. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là sit out. Chuỗi có số in thường ha. Ký tự in thường. Ở đây dùng chúng ta dùng công nghệ cao, ta copy paste ha, Ctrl C này, Ctrl V. Ta phải sửa lại cái in thường, chúng ta là số chữ số đi ha. Số chữ số. Đó. Có chữ số. Để ta thử chạy ha, ta cần chôn F11 ta chạy nó này. Nó như thế nào? Để ta xem ha. Rõ ràng này, chuỗi 20 ký tự. Nhìn nó này, nhìn chuỗi này này, 20 ha, từ đây qua đây 20. Đây. Chuỗi có hai ký tự in hoa. Ta thấy chữ T hoa không? T Tobica ha, T Education đấy, E không? À, và chữ số 2 chữ số này, số 5 và số 3 ta thấy không? Đó. Bây giờ chúng ta cần biết là cách trích lọc chuỗi ra hay là cách tách chuỗi ha. Tôi ví dụ này, giả sử chúng ta phải gặp cái trường tình huống sau. Giả sử như chúng ta có một cái bài hát ha, ta có là string này. Một cái bài hát bằng, giả sử chúng ta có là trong ổ D 2 chấm ha. Xem nè. Ghi là music đây ha, ghi là nhạc chỉnh ha, sẹt. Ví dụ là chúng ta có là riêng một góc trời chấm MP3. Ai? À, chúng ta bài một vậy. Chúng ta sẽ có hai trường hợp nhìn thấy chuỗi. À, trường hợp thứ nhất là cái sẹt như thế này này. Nhưng trong quá trình lập trình á, chúng ta hay gặp trường hợp sau. Ví dụ, tôi có một bài hát khác ha. Đó là, đặt đây là bài hát một đi. Đó có là string bài hát 2 bằng ổ D này, sẹt sẹt. À, các bạn thấy hai cái sẹt nó khác nhau không? Một cái là sẹt kiểu này ha. À, một cái là hai sẹt như thế này. Để tôi ghi là music ha. À, đây. À, sẹt sẹt này này ha. Nhạc chỉnh. Rồi sẹt. Riêng một góc trời. MP3. Đó, hai trường hợp. À, ta coi ha, coi lại này. Vậy khi xử lý thì chúng ta, nếu mà... kiểu này thì chúng ta thống nhất luôn, kiểu này hoặc là kiểu dưới cũng vậy ha. Tức là chúng ta nên thống nhất, dĩ nhiên là trong quá trình thực tế thì người ta có thể lưu lung tung. Nhưng thực ra đối với đường dẫn thì hai cái này là một ha. Giả sử tôi sẽ xử lý trường hợp đầu tiên ha, là hợp bài hát 1. Bây giờ giả sử yêu cầu này chúng ta viết cái phần mềm là hiển thị danh sách các bài hát trong cái ổ đĩa này. Nhưng chúng ta nhớ là danh sách bài hát không phải hiển thị các đường dẫn của nó, mà chúng ta chỉ hiển thị cái tên bài hát thôi ha. Vì trường hợp đầu tiên là chúng ta hiển thị luôn cái chữ riêng một góc trời chấm MP3. Và trường hợp thứ hai chúng ta phải xử lý đó là bỏ cái đuôi MP3 đi. Chúng ta chỉ lược lấy cái từ riêng một góc trời thôi. Đây là yêu cầu của khách hàng thực tế như vậy ha. Ví dụ như người ta yêu cầu chúng ta viết một cái phần mềm mà xem phim, hình ảnh, quản lý nghe nhạc gì đó thì chúng ta phải làm được điều này ha. Thì những cái này là một cách cụ thể này, còn khi làm là chúng ta phải làm động ha. Nó tự động nó lấy những cái thông tin bài hát trong ổ cứng. Tại vì mỗi người có danh sách bài hát khác nhau và nó sẽ thay đổi theo thời gian. Ví dụ hôm nay người ta hạ nghe 3 bài nhưng mai người ta có thể chép cả chục bài vào, do đó số lượng nó thay đổi. Nhưng mà cái quan trọng chúng ta hiểu được cái cơ chế trích lọc dữ liệu ra là coi như thành công rồi ha. Như vậy thì tôi sẽ xử lý trường hợp thứ nhất là BH1 bài H1 ha. À, bây giờ tôi sẽ comment lại cái bài hát 2 này. Để comment thì có nhiều cách comment ha. Thì trong trình học tôi sẽ nói từng cái. Bây giờ muốn comment lại tức là cái ghi chú lại là hai sẹt như này này. Đó. Các bạn thấy đổi màu không? Thì cái này nó sẽ không biên dịch ha. Thì cái ghi chú rất quan trọng. Thì thông ghi chú chúng ta sẽ giải thích rõ ràng, rõ nghĩa cho các biên đó. À, bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái bài hát 1 ha. Bây giờ làm sao lấy từ riêng một góc trời? Bây giờ chúng ta cần lấy được cái ký tự cuối cùng ta để ý này. Tại vì cái riêng một góc trời nó chữ R nó ngay đằng sau cái sẹt ha, các bạn thấy không? Này. Như vậy thì chúng ta phải lấy được cái vị trí cuối cùng của nó. Vậy chúng ta có này, in vị trí cuối này bằng ha. Có phải là bài H1
chấm last index up chúng ta vừa học xong đúng không? Đó là sẹn này ha. À, sẹn này. Đó. Và để lấy hết cái đằng sau này thì chúng ta có sẵn cái hàm, hàm như sau này, ta gọi là string ha. Tên bài hát sẽ bằng gì? Cái chuỗi bài hát 1 này này chấm substring, à, ta thấy không? Hàm substring á, đối chuỗi chúng ta hay gặp là substring có một đối số, tức là lấy hết tất cả các chuỗi con bên phải ha. Còn substring mà có hai đối số là trích lọc các chuỗi giữa ha, ở giữa chuỗi đó. À, ta làm cái hàm đầu tiên đó là substring lấy hết tất cả bên phải à. Thì ta thấy này, R nó ngay đằng sau cái sẹt. Như vậy thì chúng ta có thể làm là vị trí cuối à, cộng 1. Tại vì nó kế bên, nó ngay đằng sau cái dấu sẹt mà, R này, ngay đằng sau cái sẹt. Để ta thể xuất ra coi ha, nó xuất ra là xin nào. Tên bài hát bằng, tôi cộng cho cái tên bài hát à. À, chúng ta thử chạy này. À, thấy không? Nhìn thấy không? Này, riêng một góc trời chấm MP3. À. Nhưng mà nếu như một số trường hợp mà người ta chỉ muốn lấy cái riêng một góc trời không thôi thì sao? Không muốn lấy cái chấm đằng sau thì phải làm như thế nào ha? À. Thì tương tự vậy chúng ta phải lấy cái cuối cùng của cái dấu chấm đúng không? Này, ta lấy vị trí cuối là dấu chấm là cũng có thể ra rồi. Ta test thử ha. Vậy ta thử lấy là in này. Ta thử là vị trí cuối của dấu chấm ha. Có bằng là bài hát 1 chấm last index up của dấu chấm không? Được chưa? À, như vậy chúng ta có gì? Chúng ta thử làm ha, tức là string ha. À, ta làm tái sử dụng luôn cái tên tên biến này, tên bài hát này nó có phải bằng là s là bh1 không? Bh1 ha, là tên bài hát chấm substring ha, ta thử này. À, người ta giải thích là cái đối số đầu tiên là vị trí bắt đầu lấy. À, cái đối số thứ hai là gì? Là các vị trí mà tiếp tục để lấy ha, vị số 5. À, lấy tới cái số 5 thôi ha, tức là ví dụ ở đây người ta ghi là số 1 này là vị trí bắt đầu lấy là chữ M, chúng ta thấy không? Chữ M. Mà lấy đến 5, tức là 2 này, 1 này, 2 3 4 5. À. 2 4 5, 5 ký tự ha, là 1 này, 2 3 4 5, như vậy là E là số 5 đó. Tại vì nguyên chữ smile chúng ta để ý là 5 không? Thấy 5 không? Vậy 1 là vị trí bắt đầu lấy này. A là M này. Mà lấy tới vị trí, lấy số 5 là số ký tự muốn lấy đó. À, 2, 4, 5 đó. Vậy chúng ta thử làm sao? Chúng ta thử này. À, ta lấy ha. Ta thử test thử coi. Là vị trí bắt đầu lấy là cái vị trí cuối này. Là cái sẹt đó. Cho tới gì? Ta có thể lấy cái vị trí cuối của dấu chấm ha. Để có. Dấu chấm. Rồi. Ta trừ đi vị trí cuối này, ta thử coi ra ha, chúng ta sẽ cộng trừ thêm 1, ta thử xuất ra này. Sit down, tên bài hát. Ta thử là tên bài hát không có đuôi bằng này. À, cái này đó là vị trí cuối dấu chấm ha. À, vị trí cuối cộng 1 ha. Tại vì chúng ta lấy đằng sau chữ R này, à, đằng sau cái sẹt. Thì chỗ này như bên trên chúng ta có là vị trí cuối cộng 1 ha. Thì chỗ này chúng ta nhớ là vị trí cộng 1. Cộng 1 ha. Đấy, chúng ta chạy này. Ở đây là hai trường hợp chúng ta thường xuyên gặp ha. Ta thấy không? Là trích lọc bên phải lấy hết này. Chứ riêng một góc trời chấm M13 chúng ta thấy đó. Và thứ hai đó là chúng ta chỉ lấy cái tên thôi. Vậy hai trường hợp này là hai trường hợp phổ biến nhất mà chúng ta gặp đối với chuỗi khi trích lọc cái chuỗi đó ra ha. Đây. Và ngoài ra, à, chúng ta phải xử lý đến cái phần tối ưu chuỗi, mà phần tối ưu chuỗi thì nó có cái hàm đó là liên quan đến cái mảng ha, là tách ra thành các mảng, các ký tự. Như vậy chúng ta thử gặp trường hợp sau. Giả sử người ta có tên như sau ha. À, tôi niêm một cái lớp mới đi để các bạn dễ theo dõi. Đó là học tối ưu chuỗi. Tối ưu chuỗi. Giả sử trường hợp đặt ra như sau này. Là có một chuỗi bất kỳ nào đó, người ta gõ dư thừa bên trái, bên phải và các từ nó cách nhau rất là xa và nó không đúng chuẩn. Thì làm sao chúng ta làm cho đúng chuẩn ha? Ví dụ này, tôi có một cái chuỗi S, người ta cố tình người ta nhập ra như sau ha? Khoảng trắng này. À, có là Nguyễn Văn Tèo, nhưng mà người ta cố tình khoảng trắng ra rất là dài như thế này. Hoặc là trong quá trình nó bị liệt phím đi, người ta không có ý đồ như vậy nhưng mà bị liệt phím, nó bị gõ như vậy đó. Thì làm sao chúng ta xử lý vấn đề đó là chúng ta chỉ đưa về ha, mục đích của chúng ta là chỉ đưa về cái gì? S bằng Nguyễn Văn Tèo thôi.
Thì chúng ta phải tối ưu được trường hợp này. Thì thông qua xử lý chuỗi chúng ta phải tối ưu được. Tại vì không thể in thông tin một tên khách hàng như thế này được. Tại vì nó không đúng chuẩn, nó rất là xấu, nó không chuyên nghiệp. Cái hệ thống phần mềm của chúng ta phải tự động làm cho nó chuyên nghiệp. Như vậy nó mới thông minh lên được ha. Chứ không thể người ta lỡ tay nhập sai mà những cái đó phần mềm có thể hiểu được thì cũng không nên ha, người ta rất là khó chịu. Do đó phần mềm chúng ta phải tự động tối ưu cho họ. Như vậy phần mềm sẽ ngầm định nó hiểu đúng. Chúng ta làm như sau ha. Nó có sẵn cái hàm như sau này. Nó là một cái array. Cái mảng ha. Mảng là gì? Như nãy tôi nói, chút nữa sẽ học kỹ ha. Còn ở đây là bản chất của chuỗi, nó có cái hàm này thì chúng ta sẽ học nó luôn. Là add.slip ha. Hàm slip là hàm tách chuỗi theo ký tự nào đó. Ví dụ là ở đây tôi tách theo khoảng trắng. Khoảng trắng ra ha. Như vậy thì thông qua cái hàm slip này nó sẽ tách chuỗi ra thành một mảng các từ. Như vậy nó tách ra từ Nguyễn, từ Văn, từ Tèo. Nhưng dĩ nhiên là tại vì bên trong này này nó có những khoảng trắng như thừa, chúng ta thấy không? Có khoảng trắng như thừa này. Đã. Thì chúng ta phải xử lý nó luôn. Và chúng ta nhớ là bên trái cũng dư thừa, bên phải cũng dư thừa. Để xóa các khoảng trắng dư thừa bên trái và xóa các khoảng trắng dư thừa bên phải, lúc nãy chúng ta học cái hàm trim đúng không? Thì trước khi tách chúng ta có thể làm như sau này. S bằng S.trim, ta thấy hàm này không? Đó, nó sẽ xóa hết tất cả khoảng trắng dư thừa bên trái, bên phải. Như vậy nó làm cho hàm chạy nhanh hơn. Và sau đó chúng ta chạy vào, chúng ta coi này. Ta phải xuất ra nó ha. Ta phải khai báo là một cái chuỗi chuỗi này, S tối ưu. Nghe tối ưu ha. Ta làm này, for string ha. Một cái từ trong một cái array. Đây. Nó báo như lỗi như này này là không phải lỗi đâu ha. Đây là một số trường hợp là khi chúng ta mới lập trình á, chúng ta hay gặp này. Thì chúng ta di chuyển vào, chúng ta nhớ chuyển nó thành là nó báo gì thì chúng ta di chuyển vào, chúng ta click chuột thôi ha. Tự động nó chuyển qua JDK 1.5. Chúng ta đẩy chỗ này này, cái bên tay trái này, chúng ta quan sát này không, nó có cái này á. Thì một số hàm nó không hỗ trợ thì chúng ta di chuyển vào, chúng ta thay đổi thôi ha. Ta chèn nó thôi ha. Tự động hết lỗi ha. Đó là lỗi là do cái cấu hình của cái công cụ lập trình thôi, không phải lỗi của ta đâu, đừng lo lắng ha. Ta phải kiểm tra như sau. S tối ưu cộng bằng từ cộng cho khoảng trắng. Như vậy cuối cùng chạy xong nó sẽ dư cái khoảng trắng này này, thì chúng ta xóa đi thôi. Vậy cuối cùng chúng ta có là S tối ưu ha. S cái tối ưu sẽ bằng S tối ưu chấm trim này. Như vậy chúng ta luôn luôn lấy được cái từ đó. Vậy ta thử xuất với ha. Ta xuất là sit down S tối ưu. Trên đây chúng ta xuất trước này. Bây giờ giả sử trên đây tôi xuất để tôi so sánh ha. Sit down, tôi xuất SC này ha. Cái SC này nó sẽ lấy nguyên cái chuỗi này thì nó không có đẹp, tức là không chuyên nghiệp. Nhưng đến cái này thì nó khác này. Ta tối ưu nó như nào, ta so sánh hai trường hợp này ra sao ha. Ta cần cho F11 ta chạy này. Đây. Đấy ha, khoảng trắng này. Khoảng trắng. Khoảng trắng một đống này. Khoảng trắng sau này. Nhưng mà tại sao dưới này nó vẫn còn này? Thì chúng ta phải giải thích được lý do ha. Là khi tách chuỗi thay khoảng trắng này, chúng ta đừng nhầm như sau này. Là nếu như bên trong nó có một khoảng trắng thì nó mới tách ký tự kế tiếp là từ. Nhưng mà ở đây nó có rất nhiều khoảng trắng, do đó nó vẫn lưu được các khoảng trắng kế bên nữa ha. Do đây chúng ta phải luôn luôn if trước ha. Đó là if nếu từ ha chấm trim chấm len mà khác không thì chúng ta mới làm. Khác không tức là cái từ đó nó không rỗng. Nó không rỗng, nó không phải là khoảng trắng thì chúng ta phải nối. Do đó khi chúng ta chạy lại này, ta control F11, ta chạy lại ha. Thì rõ ràng là nó sẽ ra kết quả khác biệt ngay. Ta control F11 ha. Ta thấy không? Này, Nguyễn này, đằng trước mất khoảng trắng như thừa này. Nguyễn với Văn cách nhau bởi khoảng trắng ha. Văn cách với Tèo khoảng trắng. Cái này rất là tiện lợi cho chúng ta ha. Đấy là tối ưu chuỗi. Vậy phần mềm của chúng ta phải tự động làm điều này, chứ không phải là bạn nhập sai rồi, bạn đừng có nhập khoảng trắng lung tung như vậy. Cái đó là amateur ha. Phần mềm chúng ta phải tự động làm mà cứ im lìm mà làm thôi, nó sẽ tự ưu. Đó là tôi ví dụ về một số hàm liên quan đến chuỗi mà chúng ta thường xuyên gặp ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần mảng một chiều. Chúng ta biết là mảng một chiều á, là một loại biến đặc biệt mà nó sẽ lưu tập các dữ liệu liên tiếp nhau và phải cùng kiểu dữ liệu ha.
cái khó của mạng ở chỗ là gì? Nó sẽ là cố định, cái tập dữ liệu nó phải cố định và nó đừng có thay đổi theo thời gian. Nhưng mà thực tế là chúng ta ít khi gặp lắm, thường là dữ liệu chúng ta thay đổi. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải gặp với cái tập dữ liệu nó cố định không đổi bao giờ cả. Do đó ở đây tôi vẫn nói sơ qua cái mạng ha. Còn khi gặp thì chúng ta xài, còn không thì chúng ta sẽ dùng correction. Phần correction chúng ta sẽ nói về phần sau ha. Vậy chúng ta nhìn vào trong slide cho thấy không? Mạng nó sẽ chạy từ 0 cho tới n trừ 1, chúng ta để ý ở đây này. À đấy này ha. À, nó chạy từ 0 tới 7 thì đó chính là 8 phần tử ha. Số lượng phần tử của nó là tập hợp các phần tử mà mắt thường chúng ta đếm được ha. À, nhưng mà thứ tự của nó chạy, nó phải chạy từ 0 cho đến n trừ 1. Ví dụ như nó có 8 phần tử thì chạy 0 tới 7. Nó có 100 phần tử thì nó phải chạy từ 0 tới 99. Rồi bây giờ chúng ta qua cách khai báo mạng như thế nào. À, nói trước về cái lợi ích trước ha. À, mạng cách tốt nhất để cho phép quản lý nhiều phần tử dữ liệu có cùng kiểu ha. À, nó tối ưu ở chỗ gì? Nó chỉ tối ưu cục bộ thôi. Chúng ta chú ý ha này. Ở đây nó có trường phần tối ưu, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì nó chỉ là tối ưu cục bộ ở chỗ nào? Là khi cái dữ liệu đó là cố định thôi, mà thực tế nó không cố định đâu. À, do đó tối ưu cục bộ thì nó cũng không khả thi lắm đâu. Về cách khai báo mạng, chúng ta có hai loại khai báo. Chúng ta có thể là kiểu dữ liệu, ta thấy ngoặc vuông này không, hai cái này này, à, rồi tên mạng, hoặc là cái ngoặc vuông này này, nó nằm đằng sau cái tên mạng, chúng ta thấy không? À, ví dụ này, ta in ngoặc vuông A, in A, à, thì cái này chỉ là khai báo mạng. Thì mạng bản chất là đối tượng, à, mà đã nói tới đối tượng thì phải cấp phát bộ nhớ. Do đó khi khai báo này thì chưa xài được ha, nó đang null, chúng ta truy xuất nó chắc chắn nó bị lỗi. Do đó chúng ta cần phải cấp phát bộ nhớ cho nó. Như vậy thì để cấp phát bộ nhớ cho mạng thì chúng ta xem này. Ta dùng từ khóa new, thấy không? New này, new. Từ khóa new tức là từ khóa để xin hệ điều hành cấp phát cho nó một ô nhớ nào đó trong thanh RAM. À, còn nó nằm ở đâu mình không biết. À, nằm đâu là quyền của nó. Còn chúng ta chỉ hiểu rằng à, cái từ khóa new đó là cấp phát một cái vùng nhớ nào đó trên thanh RAM. Ngoài ra chúng ta có thể vừa khai báo vừa khởi tạo giá trị ngay ban đầu cho nó luôn ha. Ví dụ là cách này này. Thấy rồi bôi đen này không? Hoặc là cái bên dưới. À, thì hai trường hợp này cũng như nhau thôi, cấp phát cho nó ha. Tại vì mạng là đối tượng là có bộ nhớ để lưu trữ nó. Như vậy thì chúng ta qua một số thao tác trên mạng, ví dụ là truy xuất mạng này. Đối với mạng thì chúng ta truy xuất nó thông qua cái chỉ số ha. Chỉ số này nhớ là nó phải chạy từ 0 tới n trừ 1. Ví dụ này, đây tên mạng thì chúng ta muốn truy xuất nó thì ta phải dùng chỉ số index này, vị trí này. Ví dụ như cái mạng này chúng ta chỉ có 8 phần tử đúng không? Chạy từ 0 tới 7. Vậy chúng ta cái vị trí này này nó chỉ được nằm trong 0 tới 7 thôi. À, chúng ta truyền âm 1 vô sẽ báo lỗi ngay, chúng ta truyền 8 vô sẽ báo lỗi ngay, chú ý ha. Mà cái hay của mạng trong Java ở chỗ là bản thân mạng nó biết được nó có bao nhiêu phần tử luôn, đó là thông qua cái thuộc tính len. Cái thuộc tính len là biết được ngay là khả năng của nó bao nhiêu phần tử ha. Vậy dựa vào chấm len thì chúng ta sẽ giới hạn được cái vị trí thứ y ha. Tại vì miễn làm sao vị trí thứ y phải nhỏ hơn len, nhớ ha. Tại vì len là trả về số lượng phần tử. Ví dụ như cái này này, cái mạng này chúng ta nhìn thấy là có 8 phần tử đúng không? Thì trả về là 8, len nó bằng 8. Nhưng vị trí nó phải chạy từ 0, tức là 0 tới 7 thôi. Ta cộng lại vẫn đủ 8 đúng không? Ở ngoài đời chúng ta hay có thói quen là đếm số thứ tự từ 1. Nhưng thực tế khi các lập trình viên có thói quen, người ta gõ số 0 à, ít khi ai gõ số 1, tức là thành cái thói quen thôi thì cho ta nhớ luôn ha. Thì ta học lập trình nên thôi dùng từ 0 vị trí nó, mày chú ý ha. Thì truy xuất như thế này người ta gọi là truy xuất index ha, truy xuất index theo chỉ mục ha. Để duyệt mạng này, chúng ta có thể dùng for như này, mà hàm for chúng ta học rồi ha. Ta chạy từ 0 tới len. Len trừ 1 tức là nhỏ hơn len đó ha. Y nhỏ hơn len tức là bằng len trừ 1 là tối đa đó ha. Thì làm như này thì chúng ta cứ xuất ra thôi. Chúng ta xuất ra ví dụ này này, cho mạng này ha. Ta xuất ra được là AI. AI là xuất từng phần tử à, phần tử số 0 nó bằng mấy, số 1 nó bằng mấy, số 2 bằng mấy à, vân vân à. Ngoài ra có một số hàm nâng cao như sau này. Chúng ta có thể sắp xếp mạng à, tại vì mạng nó sẽ lung tung lắm, phải sắp xếp lại thì chúng ta làm việc với mạng nó mới tốt được. Chúng ta chú ý ha. Thì ở đây nó có sẵn cái hàm, cái lớp đó là array, à, array của Java ha. Chúng ta gõ như này, array. Chúng ta nhớ là đối với ellipse á, thường mà khi ta gõ một vài ký tự đầu thôi, chúng ta nên gõ cần trong khoảng trắng để tự động là inbox các thư viện. Tại vì các thư viện này chúng ta phải inbox nó vào.
mà không ai nhớ cái máy inbox đó đâu, mà chúng ta hãy tận dụng tối đa cái khả năng hỗ trợ của nó, đó là cần trong khoảng trắng. Tại vì cái thao tác cần trong khoảng trắng nó sẽ tự động tìm cái thư viện phù hợp và lấy inbox cho ta. Do đó khi lập trình Java này, đừng ai gõ inbox ha. Còn những ai gõ inbox tức là chưa học tới nơi tới chốn, chúng ta làm mất thời gian lắm ha. Gõ inbox nó sẽ sai, mất thời gian, tốn chi phí, giảm lương đấy. Cái hàm echo là so sánh bằng hay không ha. Thì cái hai hàm, cái hàm sort là chúng ta sử dụng nhiều nhất này ha. Hàm sort là sử dụng nhiều nhất thôi trong tất cả hàm này. Sort, echo, fill, có bị tù thì chỉ có hàm sort là xài nhiều nhất thôi, mấy kia không cần thiết ha. Trước khi qua mảng nhiều chiều thì tôi sẽ demo cái mảng một chiều trước ha, về cách tạo mảng rồi cấp phát bộ nhớ, truy xuất sắp xếp nó như thế nào, chúng ta xem. Đây là bài chúng ta là học xử lý mảng ha. Chúng ta nêu cho tôi một cái lớp là học mảng một chiều ha. Khai báo này. In M bằng new in. Ví dụ tôi truyền là 10 phần tử ha. 10 phần tử. Đây. Vậy tôi sẽ có là thôi truyền 3 thôi để 4 thôi để đỡ mỏi tay, tôi có là M0 này. M0 ví dụ tôi cho là bằng 7 đi ha. M1 ha. Đây cho bằng 0. M2 đây cho bằng 3. M 3 ha. Đây cho bằng 9. Ta cấp phát 4. Tức là 4 phần tử thì nó chạy từ 0 tới 3 thôi ha. Ta đếm này, 1 phần tử này, 2 này, 3 này, 4 này. Còn ai mà làm M4 là sai. Tại vì tối đa nó chỉ có 4 thôi. Do đó chúng ta chạy từ 0 tới 3. Chúng ta muốn truy xuất là giả sử ha. Ta có là for in y bằng 0 ha. Y nhỏ hơn m.len. Nó tự động biết len nó bằng 4 ha. Và y cộng cộng này, vậy ta xuất ra ha. Chuyện này. Sit down. Chúng ta thường biết là thường dùng cái hàm read line ha. Hàm read line này là xuất các phần tử trên các dòng khác nhau. Thì bây giờ chúng ta học thêm một cái nữa là read bình thường ha. Tức là chúng ta bỏ chữ L với N đi ha. Là mi. Mi ha. Bây giờ chúng ta tôi cộng thêm cái sẹt T này. Sẹt T là một cái tab. Cái tab này mặc định trong máy tính của mỗi chúng ta là mặc định là 0.5 hoặc 0.25, hai trường hợp đó ha. Thì theo tôi biết thì nó thường là mặc định là 0.5, còn khi chúng ta hiệu chỉnh nó thành 0.25 ha. Rồi bây giờ chúng ta chạy. Chúng ta xuất câu thông báo đây đi cho nó hay ha, để sit out ha. Mảng của bạn là ha, mảng của bạn là. Ta chạy này. Ta thấy không? Này. 7039. Đây là trường hợp chúng ta nhập từng phần tử. Nhập từ nó thôi. Để cho chúng ta xuất ra. Và bây ta thấy là 7039 ha, bây giờ ta thử sắp xếp nó này. Ta sắp xếp ạ. Ta có array ha. Ở đây này, nhớ cần trong khoảng trắng này, để ý này, cần trong khoảng trắng, ta thấy chữ array ha. Array có sc sau đó để thuộc Java UT ha, ta click vào nó này. Thì lập tức trên đây ta quan sát thấy inbox không? Hàm inbox này, tự động nó đưa ra cho chúng ta ha, hàm inbox, để chúng ta thấy này. Đây, đây chúng ta array.sort, sort ha. Chúng ta sẽ truyền vào mảng M. Vậy ta phải xuất thông báo ra cái này gọi là sit out. Sẽ n xuống dòng ha, đây là mảng sau khi sắp xếp là. Đây. Giờ chúng ta sẽ có là công nghệ cao luôn này, nguyên cục này này. Đấy, cần chuẩn C ha, cần chuẩn V. Đấy, ta thử chạy coi ha, ta cần chuẩn M1 này. Thấy không? Bên trên không sắp xếp là 7039, nó sắp xếp xong là 0379. Vậy rất là dễ đúng không? Đây sức mạnh của Java ở chỗ này đây. Ta biết là khi những ai học bên C cộng cộng với bên C đó là mọi các thuật toán sắp xếp chúng ta phải tự làm hết. Ví dụ là bubble sort, selection sort, insertion sort, heap sort, quick sort, merge sort, tùm lum sort á, không có nhớ gì hết trơn á. Nhưng đối với Java chỉ cần một lệnh duy nhất thôi, một lệnh nha, không thêm, không hơn, không kém ha. Array.sort là nó sắp xếp luôn. Mà những ai tìm kiếm tốt và sắp xếp tốt thì làm được tốt thôi. Ví dụ này, cái lợi ích của sắp xếp như nào? Giả sử này, hãy lấy phần tử lớn nhất và nhỏ nhất cho tôi. Vậy nếu như nó đã sắp xếp rồi, giả sử nó tăng dần đi thì chắc chắn phần tử đầu tiên nó sẽ nhỏ nhất đúng không? Và phần tử cuối cùng nó sẽ lớn nhất, hiển nhiên mà nó đang sắp xếp tăng dần mà. Vậy khi nó đã có sắp xếp rồi thì mọi thứ sẽ rất ok. Ngoài đời chúng ta vậy thôi, công việc chúng ta sắp xếp tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ làm việc tốt ha, rất là hiệu quả.
Bây giờ tôi sẽ ví dụ một số trường hợp nữa liên quan đến mảng. Ví dụ như là làm sao để chích lọc các phần tử trong mảng theo một điều kiện nào đó. Tại đối với trường hợp này là xuất hết ra hết, nhưng đối với trường hợp là cụ thể thì người ta lại không muốn như vậy. Người ta muốn một trường hợp nào đó thôi. Ví dụ ha, hãy xuất các số nguyên tố trong mảng, hay là hãy xuất các số chẵn, số lẻ trong mảng, vân vân, thì làm như thế nào. Nhưng bây giờ tôi thử ha. Tôi thử bài này này. Bài này chúng ta có số 7, số 0, số 3, số 9. Bây giờ tôi yêu cầu là chỉ xuất các số nguyên tố cho tôi thôi. Vậy chúng ta cũng biết là số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một và chính nó ha. Số 0, số 1 không phải là số nguyên tố. Như vậy chúng ta làm bài này như thế nào? Theo lý thuyết đó chúng ta phải làm như sau ha. Có này, ta cũng for từ đầu, ta xuất thông tin ha, là các số nguyên tố là ta cũng duyệt bình thường này, ta copy bát hàm này xuống ha, tại vì nó quen thuộc rồi. Nhưng mà chúng ta không được xuất khơi khơi ra như vậy, mà chúng ta phải kiểm tra đã. Ta kiểm tra như sau ha. Ta for này, for ta có một cái biến in ha, đếm này, đếm bằng không. Tại vì số nguyên tố là số chỉ có hai ước số, vì nó chỉ chia hết cho một và chính nó. Ví dụ như số 3 này là số nguyên tố này, số 3 chỉ chia hết cho 1 và chia hết cho 3 là số nguyên tố. Số 7 chia hết cho 1 và chia hết cho 7 thôi là nguyên tố. Nhưng số 9 chia hết cho 1, chia hết cho 9 nhưng nó cũng chia hết cho 3. Suy ra số 9 không phải số nguyên tố. Chúng ta hiểu số nguyên tố không? Vậy toán học chúng ta phải nắm này. Tại vì thường thường là lập trình thì dành cho những người toán học khá chút xíu ha. Tuy nhiên là không khá thì chúng ta mới làm được bằng cách chúng ta ấy gì? Lấy cần cù ha, chúng ta bù thông minh, chúng ta phải làm nhiều lần ha. Chúng ta phải làm nhiều lần thì chúng ta mới giỏi lên được. Là giống như là chúng ta tăng thêm chất xám thôi. Cái nếp nhanh của chúng ta là do chúng ta làm được nhiều đó. Rồi chúng ta kiểm tra ha, là for in ri bằng 1, ri nhỏ hơn hoặc bằng mi. Rồi nhỏ bằng mi, ri cộng cộng. Tới đây tôi giải thích này, vì sao bên trong chúng ta lại chạy từ 1 cho tới hoặc bằng luôn mi. Tôi giải thích mi là giá trị tại phần tử thứ y. Một là theo yêu cầu của số nguyên tố là chỉ chạy từ một, tại vì số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một và chính nó thôi, tức là tổng cộng nó chỉ có hai ước số duy nhất mà thôi. Theo các bạn thì số 2 có phải số nguyên tố không? Ta suy luận này, số 2, 2 chia hết cho một, 2 chia hết cho nó, suy ra 2 cũng là số nguyên tố. Theo toán học, số 0 và số 1 không phải số nguyên tố. Và đây ta kiểm tra ha, nếu mi phần trăm y, phần trăm ri ha, phần trăm ri bằng 0, tức là phần tử thứ y chia hết cho ri, hay cách khác là chia hết cho 1 cho tới nó không, nhưng mà từ đoạn đầu chí cuối thì nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó, thì nó mới là số nguyên tố ha. Thì ở đây chúng ta sẽ cho biến đếm cộng cộng ha. Vậy kết thúc cái này thì đếm nó phải bằng 2 đúng không? Vậy ta coi là nếu này đếm bằng 2 thì chúng ta phải xuất ra. Hiển nhiên thôi, tại vì số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó, tức là có hai ước số chứ gì. Do đó những cái nào thỏa mãn 2, đếm bằng 2 thì nó mới là số nguyên tố. Vậy tôi thì chạy lên ha. Như vậy theo các bạn nhìn vào danh sách gốc này là 7039 mà tôi vừa phân tích xong, là số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó, suy ra chúng ta có thể nhìn mắt thường thấy là số 3 và số 7 là số nguyên tố đúng không? Để ta chạy ra ha. Nếu mà nó không ra thì chúng ta phải làm cho nó ra. Control F11 ha. Đấy không? Rõ ràng này ha, là số 3 và số 7. Đó là cách xuất cái thông số phần tử trong mảng nhưng mà theo một điều kiện bất kỳ nào đó. Ví dụ như người ta nói là hãy tính tổng mảng, thì ta chạy từ đầu chí cuối chúng ta chạy tổng mảng thôi ha. Hãy tổng mảng nhưng mà tổng các số chẵn. Thì tương tự như vậy này, chúng ta dựa vào này chúng ta làm thôi này. Đối với mảng một chiều thì chúng ta nắm tới đây là đủ rồi ha. Tại vì trong quá trình làm thì chúng ta sẽ, nếu mà có gặp thì tôi sẽ nói lại lần nữa thì các bạn sẽ rõ hơn thôi. Nhưng mà theo tôi thì tới đây là chúng ta có thể sử dụng mảng là được rồi ha. Đó là biết cách khai báo, cách cấp phát, cách gắn giá trị cho nó và cách xuất thông tin ra. Đồng thời học thêm cái hàm sort, chúng ta thấy không? Và thêm một phần nữa đó là chúng ta xuất thông tin theo yêu cầu khác. Ngoài ra chúng ta còn gặp một số mảng nhiều chiều. Mảng nhiều chiều tức là mảng có 2 chiều trở lên,
có lẽ 2, 3, 4, 5, 6 á. Bây giờ phim phim ngày xưa nó có 3 chiều, 4 chiều, bây giờ nó có 8 chiều đó. Bây giờ thì mảng gặp nhiều, mảng nhiều chiều mà gặp nhiều nhất thường đó là mảng 2 chiều. Thì cái này nó trong Android thì chúng ta cũng ít khi gặp. Tại vì đối với mạng nhiều chiều thì nó cần phải lưu trữ những thông tin nó lớn hơn. Mà đối với thiết bị mobile á, thì cái khả năng của nó sẽ giới hạn hơn. Nó không có mạnh như những cái laptop đâu, không mạnh như cái máy để bàn đâu. Hay nó khác là nó không có châu bò bằng cái máy tính để bàn. Như vậy thì tôi nói sơ qua thôi ha. Cái này chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm. Cách khai báo nó, thấy ngọc vuông này không? Cứ bao nhiêu chiều thì cứ tăng thêm từng đó thôi. Ví dụ là 2 chiều thì chúng ta là 2 ngọc vuông liên tục này. Đó. Đằng trước và đằng sau là như nhau ha. Mà dĩ nhiên bản chất của mảng 2 chiều thì mỗi dòng của nó chính là mảng 1 chiều. Chúng ta cứ tưởng tượng như thế này này. Tôi ví dụ ha. Tôi insert ra một cái bảng này. Thì cái này này. Cái này nó chính là bảng một, là mảng 2 chiều đó. Nguyên này này là mảng 2 chiều. Nguyên này này là mảng 2 chiều. Nhưng mà từng dòng này, ví dụ tôi đang nói dòng này ha, giả sử cái này này tôi tô nó màu này đi. Thì là mảng một chiều này, hay tôi tô cái bảng dòng bất kỳ này này. Thì những cái từng dòng đó chính là mảng một chiều ha. Vậy thì bản chất của mảng hai chiều tức là mảng một chiều nối lại với nhau. Vậy suy ra nó sẽ đơn giản hơn ha. Vậy xử lý trên mảng hai chiều thì bản chất là chúng ta xử lý từng một chiều là ok. Mà ít gặp ha, cái trường hợp nó sẽ ít gặp. Nhưng mà tôi cần nói qua để đôi khi chúng ta làm cái dự án nó đặc biệt quá thì chúng ta vẫn có cái ý tưởng trong đầu là cái trường hợp mà xuất thông tin dòng cột thì chúng ta nên dùng cái mảng hai chiều ha. Thì chúng ta sẽ nhớ được và chúng ta sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cái dự án của chúng ta ha. Để tôi nói về cái hạn chế của mạng. Cái hay của mạng đó là gì? Nó truy xuất nhanh. Nó sẽ tối ưu cục bộ. Mà như vậy tôi nói tối ưu cục bộ thì không ăn nhầm gì trơn á. Tại vì dữ liệu chúng ta không bao giờ cố định cả. Nó không có bất biến được. Nó phải thay đổi liên tục. Dữ liệu phải thay đổi liên tục. Bản thân cái quan điểm chúng ta còn thay đổi mà. Bản thân con người ta còn thay đổi trong chính bản thân ta. Thì cái phần mềm nó cũng vậy thôi. Do đó nó có một số hạn chế này. Đó là kích thước cố định. Vì nó cố định lên nó khó khăn trong quá trình mở rộng, hiển nhiên rồi. Ví dụ như chúng ta tưởng tượng cái con đường này, nhà nước ta mở đường ra 8m đúng không? Một ngày đẹp trời tăng lên 60m. Thì rõ ràng là không quy hoạch tốt thì đường hai bên người ta xây nhà hết trơn thì dẫn tới vấn đề đó là cái thu hồi mặt bằng á, trả tiền rất là mắc và rất tốn thời gian. Thì tương tự cái mảng một chiều này vậy đó. Chúng ta mà không dự trù được phần mềm của chúng ta có độ lớn, độ phình to trong tương lai mà chúng ta dùng mảng luôn á, thì hơi bị căng khi dữ liệu chúng ta thay đổi ha. Nó tương tự nhỉ, tự nhiên chúng ta xây dựng phần mềm quản lý nhân viên, chúng ta cho một cái mảng 30 người. Một ngày đẹp trời nó nhân công ty phát triển mạnh, nhân viên tăng lên 100 người thì lúc đó là chúng ta ôm đạn ngay ha. Nó không thể thay đổi được đâu, nó coi như viết lại từ đầu ha. Tức là chúng ta không có cái tầm nhìn về phần mềm ha. Cái này rất là quan trọng ha. Tức là phải liệu cơm gắp mắm, phải chắc ăn rằng từ giờ đến kiếp sau mà nó không đổi á thì chúng ta dùng mạng thôi, chú ý ha. Và vì các phần tử nó đặt tham chiếu một cách liên tục như này, khó khăn trong việc xóa, tức là thay đổi đấy. Bây giờ tôi muốn xóa phần tử giữa, xóa thì xóa được nhưng mà để nối lại rất là khó khăn ha. Thì từ những hạn chế như này này ha, thì người ta sẽ không dùng mạng nữa mà người ta sẽ dùng collection ha. Thì collection phần sau chúng ta sẽ học ha. Như vậy là đối với bài năm này, tôi đã nói về cái phần chuỗi, cách khai báo chuỗi, sử dụng chuỗi, một số hàm lên chuỗi, ví dụ như là nối chuỗi, tách chuỗi, ha, trích xuất nội dung của chuỗi, hay mảng, mảng một chiều, nhiều chiều, các thao tác trên mảng, rồi cách duyệt mảng, cách sắp xếp mảng, và cái hạn chế lợi ích của mảng. Chúng ta chú ý chúng ta phải làm bài tập thật nhiều ha, để chúng ta nắm cái xử lý chuỗi ha. Nhớ là xử lý chuỗi nó gặp rất là nhiều trong các phần mềm của chúng ta.